Chào mọi người nha, chào người đã quay trở lại kênh HB Gaming của mình. Thì hôm nay lại tiếp tục mình sẽ nhận được một em tướng S miễn phí nữa mọi người. Đây mình sẽ vào banner tướng S nè. Đó, thì mình cày chay mà nên cứ mỗi tháng mình sẽ nhận được một em tướng S miễn phí. Mình sẽ chậm hơn những bạn nạp ha. Đấy, những bạn nạp thì cứ tướng vừa ra mắt thì các bạn nạp vô mình sẽ nhận ngay thôi. Còn mình thì mình cày chay thì nó sẽ chậm hơn. Cứ mỗi tháng mình sẽ nhận được một em tướng S miễn phí. Đây thì bây giờ trong đợt này tháng này mình sẽ nhận bé Bebo nha. Đấy, bé gấu mình còn thiếu 4 mảnh nữa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nhận mình sẽ mua 4 mảnh em Bebo và bà đầu vô đây. Đây yeah, mình đã sở hữu được Bebo. Ngon, nghe nói bé này đánh BBB khó chịu lắm. Nói chung tướng S thì chủ yếu là dùng để anh em siêu tầm, hoặc là giúp anh em tăng thêm lực chiến cho ạc của anh em, hoặc là giúp đi hỗ trợ này kia. Và chủ yếu tướng S để đánh PvP thôi. Còn PvE hoặc để cày ạc thì không được nha. Đấy, ok, Bebo hệ đỏ nha anh em. Ngon. Rồi, thì nói chung khỏi còn nâng cấp được. Mà nói chung nâng cấp lên tí để tăng lực chiến đi anh em ơi. Đấy, nâng cấp lên tí để giúp cho ạc anh em tăng lên lực chiến tí ha. Ôi chà, tài nguyên dạo này thiếu quá anh em ơi, thịt ít quá, không đủ tiền mua tài nguyên. Đấy, thẻ đỏ thì anh em cứ lắp vô thôi. Đấy, lắp mấy thẻ đỏ nè. Mình sẽ lắp mình có thẻ cam. Thẻ cam nhưng mà mới một sao thôi. Đấy, đang tích để nâng lên thành 6 sao ha. Đấy, mấy thẻ cam. Ok, mình sẽ nâng cho thức ăn. Ok, bây giờ mình sẽ nhận xong rồi mình sẽ vào đánh test thử đánh PvP cho mọi người luôn nha. Trước khi vào đánh PvP thì mình sẽ vào phòng tập coi thử các chiêu thức của Bebo như thế nào nha. Đấy, đây là lần đầu tiên mình nhận, mình cũng lần đầu tiên trải nghiệm Bebo luôn nên mình phải vào phòng tập trước anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ nâng cấp sơ lên thôi. Đủ 100.000 lực chiến thôi ha. Ok. Ok, nâng cấp sơ thôi. Mấy tướng S này chủ yếu là đánh PvP thôi à, nên đâu có, anh em đâu cần phải nâng cấp lên nhiều đâu. Đấy, anh em nào mà dư tài nguyên thì anh em nâng cấp full luôn để tăng lực chiến cho ạc của anh em ha. Rồi, ok, thì giờ mình sẽ vào đấu tập nha. Rồi, trời, bắt đầu vô phòng tập mình sẽ đánh chiêu thường nha. Đây, đánh thường. Đủ chiêu sấy đù đá kìa, đá liên hoàn kìa, đù. Cái chiêu cuối để lên vỏ giống cung phu á ha, dễ thương ha. Đánh thường cũng dữ anh em. Chú nhìn hai tay lên chiêu cuối á, cái động tác cuối dễ thương á. Rồi bắt đầu mình sẽ sử dụng, mình thử đè thử chiêu đánh thường thử coi. Cũng không có, đánh thường anh em đè thì không có gì hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu 1. Chiêu 1 là ủi tới. Ok, chiêu 2. Chiêu 2 nhảy lên đạp nha. Rồi. Đây bật lại coi. Đây, cái chiêu 1 nha. Chiêu 1 anh em thường anh em bấm một phát là nó sẽ như thế này. Còn anh em đề lâu, đề lâu thì nó sẽ đây. Nó dồn năng lượng. Ok. Dồn năng lượng hình như nó xoay nhiều vòng hơn. 1 2 3 4. 4 vòng nha anh em. Còn bình thường coi thử bao nhiêu vòng. 1, 2, 2 vòng thôi. Anh em bấm một cái thì chỉ xoay 2 vòng thôi nha. Còn anh em đè lâu thì nó sẽ xoay 4 vòng luôn. Ngon, nhưng mà đè dồn năng lượng hơi lâu nha. Rồi chiêu 2 thử mình đè thử lâu không. Cũng vậy, chiêu 2 thì anh em đè không có gì nha. Rồi, có một cái chiêu phụ của chiêu 2. Ok, cũng dậm một phát vậy thôi. Rồi chiêu 3. Chu chu chu. Wow, cao, 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 cao. Rồi mình sẽ đè thử, đè lâu thử chiêu 3 thử. Cũng dồn năng lượng lâu hơn. Cũng được ấy. Như cũng vậy à, đè hay không đè cũng vậy anh em ơi. Rồi chiêu ulti nha. Chu. Tướng S thì nó chiêu thức cái skill rồi nó ít hơn tướng SS mọi người. Đấy, ui cũng dữ. Nói chung các động tác chiêu thức cũng khá là đơn giản nha mọi người. Rồi, cái chiêu phụ nha. Mình nghe nói chiêu phụ có một chiêu giải chết. Đây cái chiêu giải chết á. Dễ thương á. Ơi. Đó, cái chiêu phụ nè anh em. Cái chiêu phụ này dạng như giải chết á. Đó là đối thủ không thể đánh được anh em, như dạng như tàn hình luôn và cái bò lăn ra. Dễ thương vậy trời. Rồi, để mình đổi thử chiêu phụ thứ hai nha.
cái chiêu phụ đó đánh BBB nữa anh em. Rồi cái chiêu này ok, cái chiêu phụ thứ hai thì cũng đánh như thế này ha, đánh liên hoàn như thế này. Đấy, chu cho nó ao dữ á. Ha, được, vậy là cái chiêu phụ thứ nhất đánh BBB ổn anh em. Rồi mình sẽ thử, mình sẽ sử dụng đổi qua người hỗ trợ thử nha. Đấy, nếu mà Bebo làm người hỗ trợ thì sẽ như thế nào. Rồi, Bebo ra. À, nhảy xuống đánh như thế này thôi mọi người ơi. À, vậy nè. Chu chu đủ ui. Hay cầm vô knock out cái cũng dữ á. Chu da à, anh em đứng hướng khác nhưng mà Bebo nó cũng sẽ nắm được nha anh em. À, anh em đứng hướng khác họ không trúng cũng khi mà anh em bật chiêu phụ Bebo xuống nó vẫn nắm chính xác đối thủ nha. Ok, rồi mình sẽ hiểu chiêu thức rồi. Bây giờ mình sẽ vào đấu PvP luôn nha anh em. Đấy, nói chung tướng S chủ yếu là nhận được anh em chủ yếu đánh PvP thôi, hoặc là đi hỗ trợ này kia thôi, chứ dùng để cày ẹt hoặc đánh PvE thì không được nha. Đấy, với lại khi anh em sở thêm hữu thêm một tướng á thì anh em nâng cấp này kia thì nó giúp ẹt anh em tăng thêm lực chiến này kia ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào đấu PvP nha. Rồi ok, chào mọi người, thì bây giờ mình sẽ chọn Bebo đây và mình sẽ sử dụng chiêu phụ thứ nhất nha, chiêu giả chết anh em. Chiêu đó ok đấy. Đấy, rồi giờ chọn ai đây, xanh đâu rồi đó, xanh để cuối có gì còn gánh tem anh em ơi. Ok rồi, Rayleigh hả, lâu rồi không chơi, thôi chơi Marco đi. À, lâu không chơi hai tướng này. Rồi vô chu cha to anh em ơi. Mới vô Bebo gặp bê xanh luôn, trời ơi, lần đầu tiên mình đánh luôn nè anh em. Giả chết, giả chết, giả chết, giả chết đấy anh em, thấy không, giả chết lăn ra được luôn. Ôi chu cha, nhưng mà khó quá anh em ơi, tình hình này là dai à. Đấy, cái chiêu chiêu giả chết ổn đấy anh em, nhưng mà khó quá to rồi. Ôi chu cha, chu cha. Ôi chúng mày, chúng mày, chúng mày. Ôi mày, mày to mày rồi, ít mày rồi, cố lên anh em ơi. Ơi mày hả, giáp đỏ anh em, chờ mình thấy mình canh ghê chưa, chúng giáp đỏ cái là nó đâu đánh được mình. Trời ơi, cố lên em ơi, giết được xanh. Trời, lần đầu tiên mình đánh Bebo mà giết được xanh là quá đỉnh luôn á. Ai sao, ủa sao bị lắc rồi, tên bạn bị lắc à. À, bạn tên bạn thấy đó, mình đánh hay quá cái đứng im đầu hàng luôn hay gì á. Đừng có đùa. À, ôi ui binh xanh quá trời kìa. Rồi tên bạn thấy mình đánh Bebo đỉnh quá nên đầu hàng anh em ơi. Thôi cái này cho mời, ui Bebo đánh cũng dữ anh em ha. Ok vô bạn ơi, trời ơi coi nào, mình giả chết nè. Hồi nãy anh em thấy dễ thương không, lúc mà nó đánh cái mình bấm cái chiêu giả chết á lăn ra luôn. Rồi tên bạn thoát anh em ơi, tên bạn thoát game à. Rồi đổi quán khác nha. Ok tiếp tục nha mọi người. Wow, Bebo đánh với Sanxi. Vô đây cái chiêu một anh em đi lâu á thì nó sẽ có thêm giáp đỏ nha, và này, anh xây nhiều vòng hơn nha. Đấy, còn bình thường anh em bấm vô chỉ có lướt lướt có hai vòng mà, nhưng mà không có giáp đỏ. Né, ghê quá, ghê quá, toàn toàn toàn. Với lại cái ấy chu lại cái chiêu một anh em, khi mà anh em đánh ngã đối thủ á thì cái chiêu một nó sẽ biến thêm một cái dạng anh em có thể nhảy qua đối thủ nữa nha, cũng khá là hay đó. Cho cố gắng giết coi, cố gắng giết được một em. Hãy nói chung Bebo thì mình mới chơi nên cũng chưa đánh hay lắm nha anh em. Đấy ok, mình nên chỉ tiêu của mình là giết được một, ôi xu giết được một em là vui rồi, giết được một người là ổn rồi, đủ chỉ tiêu rồi. Ui còn lại thì để Marco với xanh lo, nhưng mà có vẻ gãy rồi anh em ơi. Gãy rồi, gãy rồi, giả chết đi, giả chết, giả chết, giả chết, giả chết, giả chết. Ok. Ôi chù. Còn tí máu nữa anh em ơi, không ổn mày. À cha 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 cha. Cha 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 cho chu chu chu. Qua đây, qua đây. Chà, còn 25 giây nữa nhưng mà máu mình quá ít rồi. Ok. Ôi chù cha cha. Ok chúng rồi. Sợ liền, mình kêu người hỗ trợ ra cái sợ liền. Gáy 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 gáy. Ủa what the hell. Ok.
tưởng tưởng thua chứ không sao anh em ơi. Rồi đủ chi tiêu rồi. Đấy, để vô cái chiêu một đó, anh em thấy không, cái chiêu một kìa, thấy chưa. Ai chùi chả chết, chả chết, trời ơi không sao, đủ chi tiêu rồi anh em, còn luyện tập thêm. Có cái chiêu một anh em đề lâu thì nó sẽ xây nhiều và sẽ có giáp đỏ luôn nha anh em. À, anh em chú ý. Chu cha, what the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Cho 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 cho. Ok. Ai, cho cho. Ai cha. Khá đó, căng đấy. Ok, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi. Chúng rồi, chúng rồi. Ồ, chả gì vậy? What the hell? Chó, 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 chó. Oh no. Ê, căng thế. Quá căng luôn em ơi. Không sao, không sao. Ê. Ủa, Kizaru gì đánh ghê vậy? Toàn, toàn à, gãy rồi. Bị lọt kèo rồi, thua rồi em ơi. Ai ai ai. À. Đánh dở quá ta. Không sao, không sao, còn xanh nha anh em. Còn xanh, còn xanh, còn xanh là còn gánh tem được. Ai. Né được ghê đấy, né ghê đấy, né ghê đấy. Á đù. Mình né rồi mà vẫn chống chiêu what the hell thiệt chứ. Ê, xin, xin, xin. Không sao. Mình còn xanh thì nó khó thắng lắm. Nó khó thắng lắm nè. Đấy. Okizi. Đấy, nói chung có xanh là tỷ lệ thắng rất là cao nha anh em. Chù chà né. Né, né, né. Né, né. 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 Ok, sao tụi bạn tự nhiên đứng vậy? Cơ hội mình đang bị té này nó vô quýnh chứ. Chắc tụi bạn nhường quá. À, tụi bạn thấy mình đánh video, làm video nên nhường nè. Chạm, chạm, chèo. Về đấy. Chù chà. Ôi dù chà. Pha nãy xử lý thôi dở nè. Nãy biết bật Haki lên đánh được rồi. Haki lên đánh là ok đấy. À, em sao nhường bạn tí mà. Rồi học kỳ lên nè. Trời, chạy đâu, chạy đâu, chạy. Chạy đâu. Chạy đâu. À, này né cũng dữ nè. Hình như giờ xanh được nhiều rồi, cũng dễ bị bắt bài nè. Xanh ơi anh xanh. Anh xanh ơi. Ok, đầu hàng luôn rồi, thua rồi, đầu hàng gì nữa. Ok, ngon ngon. Đấy, đội hình con xứng đó anh em. Đấy, tướng S đánh với tướng S. Ok, đấy cái chiêu 1 nè. Anh em đè càng lâu thì sẽ có giáp đỏ và lướt càng nhiều nha, chưa anh em thấy hấp dẫn chưa? Ui chú cha. Trời ơi nó mà. Ấy. Nó mà kêu bô ra chón là mình đánh thêm khác nữa rồi. Ý, đây anh em đè lâu vô, đó, đè vô vô có giáp đỏ luôn là đối thủ đánh anh không được anh em nha. Đấy, và khi hình như khi mà anh em đánh té đối thủ á thì cái chiêu 1 biến theo cái dạng anh em có thể nhảy qua đối thủ luôn. Ui. Ui 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 ui. Dạ chết, dạ chết, dạ chết, dạ chết, dạ chết. Đây 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 đây. Dạ chết nè. À chù chà. Đấy, chiêu 3, chiêu 3, chiêu 3, chiêu 3, ai cũng dùng chiêu 3 hết. Nhưng mà đại niệm bật chiêu 3 lên chủ yếu có giáp đỏ này kia thôi. À, ngon. Đợi bò. Tụi bò trận này căng quá anh em ơi, thì xong trận này thì chắc mình sẽ kết thúc video luôn nè. Ôi chù chà. No 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 no. No 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 no. Đấy. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, nó né được em ơi. Đấy chứ, né được nhưng vẫn trúng nha. Ây. Ây, chù chà. Ây, ây, giả chết, giả chết. Không được, quên. Quên cái trái tim của nó nè em ơi. Ây, chù chà. Trời ơi. Càng quá. Dở thiệt anh em ơi. Không sao. Ok. Cho 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 cho. Ôi trời. Hai bô đánh nhau, hai bô đánh nhau, hai bô đánh nhau, hai bô đánh nhau. Ôi trời.
Hai bố đánh nhau. Xo 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 xo. Ờ chủ trà. Tất ghê ta. Tự nhiên trúng trái tim ạ. Ủa, quỷ đó đâu ra nhiều gì ta? Lay lay á. Lay lay ra đâu quá trời vậy. Ấy, dạ, cho cho. Mày ra nó đi ray. Ray ray. Cho. Chú trai trái tim. Thì né 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 sợ quá, trái tim nó né sợ 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 ở chặt. Ok. Cho lên thiên đàng đi anh em ơi. Đấy, tiếp tục. Kizaru. Vì Kizaru này cũng khó chịu nè. Ho đá, ho đá, ho đá. Ê, chúng chạy đâu? Chạy đâu? Ui. Ấy, 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 ấy. Bebo thì chắc mình phải luyện tập thêm đi mày. Nói chung mà chỉ tiêu mình đánh một em như thế này là được rồi. Đấy, hạ một em là ổn rồi. Đấy, luyện tập thêm. Nói chung anh em đánh ok là đánh hay lắm á. Bebo mình thấy anh em luyện tập đánh lên là đi đánh BBB cũng ngon lắm á. Leo rank này kia xịn á. Đừng có đùa. Hay đủ. Ghê vậy. Rồi xanh mà đánh không lại Kizaru à. Có vẻ mình khá tự tin anh em ơi. Ai nên nghiêm túc lại coi. Ai chù cà. Hay gì. Ai đù. Toàn toàn này. Hơi thua là bị quê, hơi bị quê đó anh em. Thua là hơi bị quê đó. Cho cho. Ai đù. Ai trời. Sao mà thua được. Sao mà thua được. Nãy giờ mình có vẻ hơi tự tin thôi. Đây. Bật hai cây lên này. Né nè, né, né, né. Ây dù. What the hell. Né ghê thiệt đúng là tốc độ Kizaru nó hơi khá là nhanh đấy. Nói chung bạn này chơi hay. Chơi bạn này đánh Kizaru hơi hay á. Ây đồ. Mỗi bên còn miếng máu. Ok. Vẫn thắng anh em ơi. Ok, cảm ơn mọi người nha.